Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 60-15 biểu đồ tranh tiết số 1. Cho biểu đồ số hình bạn nam vẽ được. Như vậy là đây. Cái hình mà có hai chấm tròn vẽ được là bao nhiêu đây? Chúng ta đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7. Đây là có hai chấm tròn là có 7 cái này. Còn này là năm chấm tròn có 1 2 3 4 5 6 6 cái này. 4 chấm tròn 1 2 3 4 5 5 cái này. Cái này không, cái phần đen đen dưới này chúng ta không đếm nha. Phần đen đen không đếm. Rồi, cái này là 6 chấm tròn, đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 cái. À. Câu A, mỗi lậu có bao nhiêu hình? Cái hai chấm tròn là có 7 cái là đây. Chúng ta mới nãy mới vừa đếm xong. Này là 5 chấm tròn thì chúng ta sẽ có là 6 cái. 4 chấm tròn chúng ta sẽ có là 5 cái. Và 6 chấm tròn chúng ta có 4. 4 cái, 4 hình. Câu B, số hình nam vẽ được tất cả là bao nhiêu hình? Như vậy chúng ta sẽ cộng tất cả này lại, được không? Ta lấy 7 ta cộng 6, cộng 5, ta cộng 4, được không? 7 này, cộng 6 này, cộng 5 này, cộng 4 này, bằng bao nhiêu đây? À, ta lấy 6 ta cộng 4 trước là bằng là 10. 10 với lại là 5 là 15, 15 với 7 là 22. Được không? Vậy là 22 hình. Chúng ta qua bài số 2. Số hình bạn Mai cắt được là hình tròn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như hình tròn là 8 nè. Hình tam giác là 1, 2, 3, 4, 5. Giác là 5 nè. Hình vuông là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nè. Rồi chúng ta qua trang tiếp theo rồi chúng ta sẽ làm. Như vậy chúng ta nhớ là cái hình tròn là 8 nè. Hình tam giác là 5 nè. Hình vuông là 7. Số hình của ba loại có tất cả là, như vậy chúng ta sẽ lấy là 8 ta cộng với lại 5 và ta cộng với lại là 7. Nào, mới đếm mới nãy bên kia. Như vậy là 8 cộng 5 là 10, 13, 7 là bằng là 20. Tổng cộng là 20 hình. Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là bao nhiêu hình? Hình tròn là 8, hình tam giác là 5. Như vậy chúng ta sẽ lấy 8 ta trừ cho 5 là bằng là 3. À, 3 hình. Câu B, khoanh và chữ đặt trước. Câu trả lời đúng. Trong các hình Mai cắt được, hình nào có số lượng là ít nhất? Như vậy đây là cái hình trầu nè. Số 8 là trầu. Cái này là tam giác. Rồi cái này nó là hình vuông. Chúng ta xem lại. Phải là hình vuông không? Hình vuông là 7. Này là hình vuông. Như vậy là hình tam giác là số lượng là ít nhất. Đáp án là C. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.